Rồi, bấm khóa một lần để giữ. Đó, anh em nghe tiếng máy nổ máy rồi ha. Rồi anh em coi em thao tác ha. Bấm một cái nè. Đó, không thì anh em thấy là xe nó tắt máy rồi ha. Bây giờ mình đóng cửa nè. Đó, đó anh em thấy rồi ha. Đóng cửa nha, 2, 3. Rồi thì anh em thấy đó ha, xe nó đã tự động tắt máy ha anh em. Rồi hello nha anh em. Thì vẫn là em Nha cầm đồ ha. Hôm nay em đang chuẩn bị đi qua bên cái bãi gửi xe ô tô của bên em á, để mà nổ máy cho mấy khách gửi xe ô tô bên em á, sợ đậu lâu ngày á. Thì thôi đi qua nổ máy một cái cho nó ok hơn ha. Thì sẵn tiện em làm cái video để mà hướng dẫn cho anh em biết cũng như là sử dụng cái tính năng đề nổ từ xa anh em, nó được trang bị trên các cái dòng xe ô tô á ha. Rồi em Nha cầm đồ chào lại anh em nha. Hiện tại thì em đã có mặt ở bên bãi gửi xe ô tô của bên em rồi ha, để em làm thực tế cho anh em coi cái cách sử dụng cái tính năng đề nổ từ xa trên các dòng xe ô tô này như thế nào ha. Rồi ok, trước mắt anh em đây là chiếc xe Kia Sportage ha. Thì do hôm trước xe cách vô bãi em có trùm bạt lại cho khách, thì cứ để vậy ha, em nổ máy cho anh em coi luôn, rồi em sẽ mở bạt ra em đi vô trong em giới thiệu cho anh em xong ha. Rồi để tiến hành nổ máy cái xe này từ xa thì anh em thao tác như sau. Anh em bấm khóa một lần, xong tiếp anh em tiếp tục bấm và giữ cái nút đề nổ từ xa này ha. Rồi anh em coi em thao tác ha. Rồi bấm khóa một lần để giữ. Đó, anh em nghe tiếng máy nổ máy rồi ha. Đó, thì tình trạng nổ máy của cái chiếc xe này nó như thế này á, thì nếu mà anh em không làm gì thêm ha, thì xe nó sẽ nổ máy đúng 10 phút rồi nó sẽ tự tắt máy ha nè. Rồi thì cái xe nổ máy rồi thì em cũng mở bạt nó ra rồi ha anh em. Đây là chiếc Kia Sportage đời 2022 ha nè. Nó thì xe hiện tại bây giờ nó vẫn đang nổ máy ha nè. Thì anh em để mà anh em muốn tắt máy chủ động của nó thì anh em chỉ cần bấm một cái lại trên cái phím bấm khởi động từ xa này thôi ha. Thì chỉ cần bấm vô một cái là nó sẽ tự tắt máy ha nè. Rồi anh em coi em thao tác ha. Bấm một cái nè. Đó, không thì anh em thấy là xe nó tắt máy rồi ha. Rồi tiếp theo thì để em giải thích thêm cho anh em cái trường hợp mà mình nổ máy xe từ xa rồi mình đi lên xe thì xe nó sẽ đang hoạt động như thế nào ha anh em. Thì hiện tại bây giờ xe nó đang tắt máy rồi, em làm lại để cho nó nổ máy từ xa một cái rồi em sẽ lên xe với anh em ha. Rồi em thao tác nhanh ha, bấm khóa một cái, ấn giữ cái nút đề nổ từ xa. Rồi anh em nghe nó nổ máy rồi ha. Thì bây giờ mình đi lên xe thử xem như thế nào ha. Hiện trạng bây giờ thì cái xe nó đang khóa bốn cửa ha anh em, cũng như là cốp xe hay là capo thì đều khóa hết ha anh em. Thì để lên trên xe thì anh em bắt buộc cũng phải có đang giữ chìa khóa ha. Mình mở khóa bằng cái phím mở khóa trên chìa khóa hoặc là cái phím trên cửa ha. Rồi thì để mở khóa thì mình cũng mở khóa như thông thường thôi ha anh em. Mình đang cầm chìa khóa, mình ấn nút mình mở khóa cửa. Rồi anh em nhìn sơ qua giùm em trên xe ha. Hiện tại bây giờ cái đồng hồ nó hiển thị như thế này ha anh em. Rồi bên đây như thế này. Đó, anh em để ý giùm em là máy lạnh nó vẫn đang chạy ha anh em. Rồi màn hình hiển thị thì không có ha anh em. Bây giờ mình đóng cửa nè. Đó, đó anh em thấy ha. Thì khi mà mình đóng cửa như vậy rồi á, thì cái xe nó nhận được là mình có mang chìa khóa theo trên xe này ha. Thì mình vô xe là đúng người đúng chủ, có chìa khóa đúng chủ sở hữu rồi ha. Thì xe nó sẽ bắt đầu kích hoạt lên các cái tính năng để cho mình sử dụng. Còn trước đó thì máy lạnh mặc dù là nó chạy tự động nhưng mà nó không cho mình điều chỉnh gì hết ha anh em. Nó cũng như là cái màn hình đa phương tiện này nó cũng không hiển thị gì hết ha. Thì bây giờ mình vô, mình có chìa khóa trên tay rồi, mình vô xe rồi. Thì cái xe nó đã hoạt động đầy đủ các tính năng hết rồi ha anh em. Nó đã nhận được chìa khóa cũng như là mình nó thấy mình đóng cửa lại rồi thì nó sẽ kích hoạt đầy đủ các tính năng giống như mình đã khởi động chiếc xe đầy đủ hết rồi ha anh em. Thì hiện tại bây giờ thì mình đều có thể mình đã bắt đầu có thể là vô số rồi cho xe di chuyển được ha anh em. Giờ thí dụ nè, em quay cho anh em coi này ha. Đang số B này ha. Thì em đạp thắng rồi, em vô số D này ha anh em. Đó. Thì anh em thấy là vô số D được rồi ha.
Thì đây là hoàn toàn là em có thể cho xe di chuyển được rồi ha. Nó hoạt động bình thường rồi ha anh em. Mà mình không cần phải ấn thêm bất kỳ một cái phím nào hết nữa anh em. Xe nó làm tự động hết ha. Đó. Chỉ cần mình mang theo chìa khóa vô thôi ha. Rồi. Rồi tiếp theo thì em thực hiện thêm một tình huống lên xe nữa, nhưng mà lúc này là em sẽ không có mang theo chìa khóa ha anh em. Thì hiện trạng là xe nó đang tắt máy, em thực hiện lại thêm một lần nữa ha. Em đề nổ từ xa ha. Ấn nút khóa để giữ cái nút đề nổ từ xa. Rồi, xe nó đã khởi động rồi ha anh em. Anh em nghe tiếng nổ máy rồi ha. Thì lúc bây giờ em sẽ không mang chìa khóa lên ha anh em. Nhưng mà để mà không mang chìa khóa mà mình vô xe được á thì buộc mình phải mở khóa ha anh em. Mình mở khóa bằng chìa khóa ha. Bây giờ mình bấm em bấm mở khóa bằng chìa khóa để cho nó mở khóa cửa, rồi em để chìa khóa bên ngoài, xong rồi em đi lên xe ha. Anh em theo dõi xem xe nó hoạt động như thế nào ha. Rồi ok, bấm mở khóa nè. Rồi, em để chìa khóa đây ha anh em. Em đi lên xe. Rồi, em mở cửa đi lên xe thì hiện trạng xe như thế này ha. Để em lên xe rồi em đóng cửa lại xem nó sẽ như thế nào ha. Rồi, đóng cửa nha. 2 3. Rồi, thì anh em thấy đó ha. Xe nó đã tự động tắt máy ha anh em. Xe nó tự động tắt máy rồi ha anh em. Thì đây là một cái tính năng an toàn mà rất là thông minh của nhà Kia ha anh em. Rồi thì để giải thích cho cái việc tắt máy như vừa rồi của cái xe đó, thì đây nó hoàn toàn là một cái tính năng an toàn ha anh em. Đó thì nó được thiết kế như vậy là để giả sử như tình huống mà mình đề nổ từ xa nhưng mà mình chưa lên xe ha. Vì một cái lý do gì đó mà mình mở khóa cái cửa xe mà mình không có mang theo chìa khóa để mình lên xe đó ha, thì kẻ gian hoàn toàn có thể đi lên xe được ha. Mở cửa xe ra xong rồi đóng cửa xe lại ha. Thì đóng cửa xe lại thì kẻ gian chưa làm gì được thì xe nó đã tự động tắt máy luôn rồi ha anh em. Vì nó biết đây là cái lần vô xe mà không hợp lệ ha, bởi vì nó không có nhận được cái chìa khóa khi mà có người đi lên xe ha. Thì em đánh giá đây là một cái tính năng an toàn mà hoạt động rất là tiện lợi cho người dùng ha anh em. Người dùng không có phải làm thêm bất cứ một cái thao tác nào khi mà lên trên xe ha. Sau khi mà đề nổ từ xa rồi thì cứ việc cầm theo chìa khóa rồi đi lên xe, rồi cho xe hoạt động bình thường ha. Phần còn lại là xe nó cứ để xe nó tự lo ha. Các vấn đề an toàn thì cứ để xe nó tự lo. Thì đây là một cái tính năng an toàn nhưng mà được thiết kế rất là tiện lợi cho người dùng của hãng Kia ha anh em. Ok.